Dạ vâng, em chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi Người Vùng Cao ạ. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt tại chợ phiên Cốc Ly, một trong những cái chợ phiên đặc sắc nhất của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chợ phiên này thì được họp vào sáng thứ ba hàng tuần các bác ạ. Ở trong chợ phiên này thì có bán những cái mặt hàng như là gia súc này, gia cầm này, rồi là quần áo, giày dép và những cái mặt hàng thực phẩm rồi đặc sản ở trên vùng cao các bác ạ. Ở khu vực Vinh đang đứng đây thì là khu vực bán dê và bán chó, bán lợn. Bây giờ mời tất cả quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi tham quan cái khu chợ chó và chợ lợn, chợ dê này nhé các bác nhé. Mời các bác. Đây, chú này có bán lợn đen này. Cái này lợn lợn siêu nạc hay lợn lợn bản đấy chú? Lợn đen. Thời tiết ở dưới chợ phiên Cốc Ly này nó nóng lắm các bác ạ. Các bác có thể thấy những cái chú lợn này hiện tại đang sùi hết cả vón mép vì nóng này. Bây giờ bà con cũng về nhiều rồi đấy. Chú phải mua nhá. Anh này còn mới hai con cuối sao? Mua thôi chú à? Hả? Hai con này ngộ của nhà đáng yêu nhỉ các bác nhỉ? Hai con này của em bao tiền con đấy? Hả? Một con hơn triệu tí thôi anh ơi. Hơn triệu thôi à? To thế này mà rẻ thế? Lần bây giờ rẻ mà anh. À. Con này 2 triệu, con này mấy cả. À. Nhà em ở đâu? Nhà em ở Hà đây. À. Sáng nay bán mỗi hai con này thôi à? Vâng. Cái này là lợn bản mình hay là lợn này lợn đấy. Bản mình anh. Lợn xuê lợn cái kia. À đây. Không có lợn siêu nạc đâu đúng không? Để che vào cũng nó nóng nhỉ? Ừ, nóng quá. Dưới này nóng, ở trên huyện nó mát. Chào anh nhá. Đây có 3 con lợn. Sáng nay bán mấy con rồi anh? Không, chưa bán được con nào à? Ế ẩm nhỉ. Bao nhiêu tiền con đây anh? Con 1,3 triệu. À 1,3 triệu. Thế cũng sàn sàn giá giống như ở trên huyện nhỉ? Này cũng tầm 15 cân đấy nhỉ? 12, 13. Cái này về làm giống hoặc là về thịt. Đây cũng có mấy anh em nữa cũng bán lợn. Sáng nay ở đây nhiều lợn lắm, nhưng mà sáng nay em đang quay ở trên kia không kịp ra đây được. Đây. Lợn này lợn cắp nách. Đây, tầm 20 cân rồi anh nhỉ. Bao nhiêu tiền con đấy anh? Hơn triệu thôi á? Nhìn đáng yêu nhỉ các bác nhỉ. Ở trên vùng cao bọn em thì người ta chủ yếu là mua cái lợn đen này về nuôi thôi. Còn cái lợn trắng, lợn công nghiệp kia người ta không nuôi đâu các bạn. Vì nuôi cái lợn đấy sau này bán lợn hơi nó không được giá. Với cả người ta khó bán nữa. Nên là toàn bán lợn đen, nuôi lợn đen này thôi các bác ạ. Mặc dù nó chậm lớn hơn cái lợn trắng kia, nhưng mà cái chất lượng thịt nó ngon hơn các bác và bán được giá hơn. Đây có mấy chú chó này, mấy chú chó cuối cùng nữa của cái chợ phiên này. Chó con nó hiền lắm các bác, nó không biết cắn đâu. Mấy chú chó này khoảng 200-300 thôi. Không có loại chó đắt như kiểu chợ phiên ở trên Bắc Hà đâu các bác ạ. Đáng yêu nhỉ. Tách thử xem được bao nhiêu cân đấy. Ở đây người ta bán lợn, người ta không bán theo cân đâu các bác ạ. Đây chỉ ước chừng thôi, xong là bán thôi.
kiểu bán tù mù luôn ấy. Lợn đẹp thì giá cao mà lợn xấu thì giá rẻ, không cần phải theo cân các bác ạ. Đây là những cái chú lợn giống trông rất là dễ thương này. Bác kia bác em mua lợn về bán. Mấy con lợn này nhìn như kiểu là lợn rừng đấy các bác ạ. Con kia nữa này. Cái này theo tiếng dân tộc thì người ta gọi là mú long, tại vì là nó có cái màu như thế các bác ạ, màu nó khác màu của lợn đen đấy. Lợn này ăn thịt ngon lắm. Này, bao tiền con này ạ? Vâng. Triệu mốt cơ, bé tí nhỉ, bé nhỉ, ông đang bảo là bé bé mà triệu mốt nhỉ, cùng đàn à, mấy con này thì rẻ hơn à, mấy con này lợn bản thôi, đúng không? Này chắc được tầm 10 cân, 8 cân thôi nhỉ. Cái này lợn bản, vâng. Còn một con này lợn lai lợn rừng này. Này mà thịt ăn thì ngon đấy nhỉ. Nhưng mà phải lớn lớn một tí nữa. Nó phải lớn lớn tí nữa. Vâng. Wow. Mấy con lợn này thì đút vào trong bao này chắc nóng lắm này. Xem lợn thì mở bao ra xem. Hả? Thích xem chị cho xem nhé. Mấy con lợn này chỉ hơn triệu thôi các bác, triệu mốt, triệu hai. To thì có thể là lên đến tầm 1.9-2 triệu. Ở dưới này là những cái chú lợn cuối cùng. Thời tiết nóng quá, sủi hết bọt mép lên. Lợn chị gái bao tiền con đấy? 2.3 triệu. Bé thế này mà 1.3 triệu cơ à? Sáng nay chị bán được mấy con lợn rồi? Mười mấy con cơ á? Nhiều nhỉ? Bản nhìn đẹp nhỉ các bác nhỉ. Vâng, tí nó mua về nuôi. Bác bên này hai con này cắp nách lớn rồi này. Hai con này lông dài này các bác. Lợn lông dài này ăn ngon. Cái này làm lợn quay thì phải nói là vừa luôn. Tầm 15 mâm. Đây là chỗ bán những cái chú dê này các bác này. Đấy, đây là một con dê cái rất là dễ thương này các bác này. Bé 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 bé. Đây chắc con của nó hết rồi. Kia là bố nó. 59 á. Đây có một con dê cái nữa đang chữa. 443. Không có số à? Ba hết đâu, thấy đéo đâu. Không ra. Sao không ra Zalo đấy? Zalo á? Zalo. Ê. Con này nó kêu nghe dễ thương nhỉ các bác nhỉ? Dê người ta buộc vào
sừng của nó này mang ra chợ bán. Ở dưới Cốc Ly này là người ta đất rộng này, người ta nuôi được dê khá là nhiều đúng không ạ? Bây giờ thời tiết nó nắng quá thì bà con cũng đang bê bớt lợn để trở về rồi các bác ạ. Chó thì cũng về bớt gần hết rồi. Giờ chợ nó cũng coi như là gần tan các bác ạ. Chắc là cái video về cái chợ lợn hôm nay thì em xin được dừng tại đây các bác nhé. Các bác muốn tìm hiểu về lợn các bác có thể là gọi điện qua cho em, hoặc là các bác có thể xem qua những cái video khác của em nhé. Video hôm nay thì xin dừng tại đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Bye bye.